Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Trần Thiên ngồi yên trên xe có hàng 10 phút mà không mở máy chạy. Một sinh viên đi ngang thấy Trần Thiên ngồi yên trên xe, tưởng xe trục trặc nên bước đến gần hỏi. Thưa thầy, xe hư phải không? Trần Thiên giật mình quay lại gượng cười, <laughs> không hề gì, tôi đang bận nghĩ việc riêng. Cảm ơn anh. Chàng sinh viên bước đi nhưng anh không khỏi ngạc nhiên về thái độ của thầy. Trần Thiên cho xe chạy vọt đi và khi chàng về tới nhà thì bà bác sĩ Trần đã chạy ra bảo Hôm nay Bích Vân không có đến cháu à, cháu nên lại đằng ấy xem sao. Trần Thiên lắc đầu bước xuống xe. Cháu lại đó làm gì, Bích Vân không đến thì thôi. Bà bác sĩ Trần đợi chàng bước lên thềm, nói Sao cháu nói như vậy, Bích Vân đến đây 4 năm hôm liền không gặp cháu, có lẽ nàng cũng đang phiền giận cháu đó nên đến gặp bích vân một chút đi cháu trần thiên vẫn lắc đầu cháu tưởng không cần phải gặp bích vân nữa bà bác sĩ trần sừng sốt kêu lên sao vậy bà nhớ đến cử chỉ của trần thiên mấy hôm nay có lẽ đúng với dự đoán của hai vợ chồng rồi hai người vào đến phòng khách thì bà hỏi ngay cháu thiên dì không hiểu gì hết lễ cưới gần ngày tại sao cháu có thái độ lạ lùng đến thế hai đứa có điều gì giận nhau chăng trần thiên ngồi xuống ghế san lông lấy thuốc hút chẳng bảo gì chắc là cuộc hôn nhân giữa cháu và bích vân không thể thành được cháu mới tìm hiểu được nhiều việc chứng tỏ ông bà hoàng chồng mình và cả bích vân nữa đều không thành thật với ta bà bác sĩ vội hỏi chuyện gì cháu mau nói ra đi bích vân không phải là con ruột của ông bà hoàng Trọng mình cha nàng hiện còn bị đây ngoài côn đảo bà bác sĩ trần sừng sốt nhìn cháu không tốt nên lời bích vân là con của một người tù côn đảo có thể nào như vậy chăng bà bác sĩ ngồi phịch xuống ghế trời cháu cũng không ngờ được một chuyện ngẫu nhiên xảy đến làm cho cháu biết rõ thân phận những bí ẩn trong cuộc đời của Bích Vân. Ai, ai nói cho cháu biết? Một người lạ mặt tên là Mười Có. Hắn có đầy đủ tài liệu về cuộc đời của Bích Vân và giảm bán cho cháu hai chục ngàn đồng. Bà bác sĩ hỏi tới, người ấy ở đâu còn rất tài liệu? Trần Thiên đáp nhỏ, người ấy vừa bị giết chết chưa hôm qua, trước giờ hẹn trao tài liệu cho cháu. Bà bác sĩ tái mặt hỏi, ai, ai giết người ấy? Trần Thiên đưa tờ báo cho bà bác sĩ rồi chỉ hình Bưởi Có nói, đó, người này vừa bị một thiếu phụ đầu độc hiện nhà chức trách đang truy tầm thủ phạm bà bác sĩ đọc thoáng qua bài tường thuật vụ án mạng trên báo rồi ngẩng lên bảo trần tiên ôi dì thật không ngờ có chuyện này hèn gì mấy hôm nay dì thấy cháu không được vui cháu định lấy được sức tài liệu của mới có rồi mới cho dì rộng biết sự thật không ngờ hắn bị giết chết đột ngột như thế bà bác sĩ có vẻ suy nghĩ rồi nói Lê đếp mấy hôm nay, Bình Vân đều có đến đây, xem chừng nàng cũng không được bình tĩnh cho lắm, hay là nàng đã biết rõ câu chuyện mới có gặp cháu. Trần Thiên lắc đầu nói, cháu không hiểu được. Sự thật về cuộc đời nàng, cháu chỉ biết đại khái theo lời của mời có. Nàng không phải là con ruột của ông bà Hoàng Trọng Bình, cha nàng trước kia là một kẻ cướp của giết người bị đầy côn đảo. Bà bác sĩ Trần nghe nói Bích Vân là con kẻ sát nhân, thì choáng cả mặt mày. Bà kêu lên, trời ơi, ai ngờ có chuyện như vậy. Mọi người đều biết, cháu sắp làm lễ thành hôn với Bích Vân, biết làm sao? Một lúc bà nói, làm gì cũng phải hồi đám này, gia đình mình từ xưa đến nay chưa hề mang tai tiếng. Cháu đâu thể làm gì một kẻ giết người, gì chưa biết người đó là ai, nhưng nghe phong thanh, cũng không được rồi. Và lại kẻ muốn tiết lộ chuyện bí mật trong đời Bích Vân, tại sao lại bị giết? Hời, chuyện này rắc rối lắm, gia đình ta không nên dính líu vào, mất hết danh giá, nhất là cháu, dù có thương Bích Vân Trần Thiên đứng phát dậy, trận ngang lời bà bác sĩ. Thôi, gì đừng nói nữa, cháu đã khổ sở lắm rồi. Cháu biết mình lầm, không chịu dò xét kỹ càng nên mới xảy ra cớ sự. Cháu đồng ý với gì là cho hoãn cuộc hôn nhân rồi liệu thế hết từ hôn luôn. Cháu ngại phải dính vào một gia đình phức tạp và kém đạo đức lắm. Bà bác sĩ nhìn Trần Thiên, trong lòng thoáng vẻ mừng. Bà từng đâu Trần Thiên yêu Bích Vân nhiều lắm nên phải nói như thế. Có ở đâu chính chàng cũng không muốn cuộc hôn nhân tiến hành. Bây giờ bình tĩnh, bà hỏi cháu. Theo ý cháu, ông Hoàng Trọng Bình có dính líu gì vào vụ đầu độc mới có không? Sao gì nghi quá? Trần Thiên lắc đầu. Cháu không biết đoán thế nào bây giờ, chuyện ngẫu nhiên xảy ra như vậy, thật khó hiểu. Người thiếu vụ bí mật đó là ai? Bỗng có tiếng chuông gọi cổng, Trần Thiên đến bên cửa sổ nhìn ra, thấy Bích Vân liền quay lại bảo gì. Bích Vân đến đó, cháu có lên tiếp không? Bà bác sĩ bảo Trần Thiên nhìn ra sân, thấy chiếc xe của Trần Thiên, liền nói. Cháu khó tránh được vì Bích Vân đã thấy chiếc xe của cháu rồi. Trần Thiên ngồi xuống ghế nói, được, cháu sẽ tiếp nàng và liệu cách lánh xa nàng dần dần. Bà bác sĩ Trần nhớ đến cái chết của mấy có gần đầu. Phải đó, cháu phải khôn khéo, đừng để gây thủ án không ích gì. Trong khi đó, chị bếp đã mở cổng cho Bích Vân vào, bà bác sĩ Trần ra cửa đón nàng. Kìa, cháu sao đến trễ như vậy? Bích Vân chấp tay xá dài bà bác sĩ nói, Thưa bà, cháu sợ đến không gặp được anh ấy nên xin phép cha mẹ cháu đến giờ này, Thế nào anh ấy cũng về dùng cơm chưa? Bác sĩ cười nói. Cháu đoán đúng đó, mấy lúc này Trần Thiên bận rộn nhiều, nó mới về là cháu lại đó. Bích Vân theo bà bác sĩ vào nhà trong. Từ hôm ở đánh giá về đến nay, ngày nào nàng cũng đến tìm Trần Thiên, nhưng không gặp. Chính nàng cũng có cảm tưởng Trần Thiên muốn lánh mặt mình. Đáng lý ra, nàng không nên đến nhà người chồng sắp cưới của nàng nhiều lần như vậy. Nhưng trường hợp đặc biệt, nàng phải gặp Trần Thiên để nhờ chàng giúp đỡ mình. Sau mấy ngày qua, đến tìm Trần Thiên ở nhà này, hy vọng quần năng lần lần tiêu tan hết. Nếu Trần Thiên còn ở Đà Lạt, không nói làm gì. Nhưng từ lúc chàng về đến nay, hai tin nàng đều tìm đến, tại sao Thần Thiên cũng dừng dưng không cho nàng gặp. Có chuyện gì xảy ra làm cho chàng đổi ý rồi chăng? Không có lẽ. Trước khi chàng đi nghỉ lễ, Trần Thiên còn tha thiết với nàng nhiều lắm. Chàng dặn dò nàng đi đường phải cẩn thận và hứa khi về Sài Gòn sẽ đến thăm nàng ngay. Chính sự tha thiết đó làm cho Bích Vân nghĩ là chàng phải về ngay trước ngày đã định do đó nàng mới đến nhà trần thiên ngày một để đợi chàng nàng nghĩ khi đã yêu nhau làm sao vắng nhau lâu được thà cùng ở sài gòn tuy không gặp mặt nhau nhưng thấy gần nhau mà trong lòng tự nhiên yên ổn hơn nhưng tất cả dự đoán của nàng đều sai hết trần thiên ở suốt tuần ở trên đà lạt và khi về sài gòn dù có biết nàng đến tìm chàng cũng không cần thật tâm bích vân cũng không muốn gặp trần thiên nữa nhưng xét kỹ nàng thấy mình cần giáp mặt chàng một lần xem sự thể thế nào biết chừng đâu chàng cũng đang hiểu lầm mình một việc gì đó bà bác sĩ trần đưa bích vân vào đến phòng khách thì trần thiên đứng lên chào nàng cô mới đến ư dạ em sợ đến sớm hơn không gặp được anh bà bác sĩ trần nhìn trần thiên nhưng ngầm bảo cháu hãy đối xử khéo léo với bích vân rồi bà mỉm cười bảo hai người hai cháu ngồi đây nói chuyện đi để gì bảo chúng nó dọn cơm bích vân ở lại ăn cơm với anh cho vui bích vân chắp tay thưa dạ cảm ơn bà cháu ăn cơm rồi mới sang đây cháu xin phép bà cho cháu nói chuyện với anh thiên một lúc Bà bác sĩ Trần cười nói, cháu cứ tự nhiên, không ngại gì đâu. Dì mới lắm chứ không như người ta. Thôi để dì xuống bếp. Bà bác sĩ bước ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong phòng. Trần Thiên cất tiếng bà Bích Vân. Mời cô ngồi. Rồi chàng ngồi đối diện, lấy thuốc ra hút. cử chỉ của chàng không được tự nhiên lắm. Bích Vân cảm nhận một điều là tình cảm giữa hai người đã bắt đầu lạnh nhạt, nhưng nàng không hiểu do đâu. Hai người cùng im lặng rất lâu. Trần Thiên bỗng hỏi. Cô đi cấp về hồi nào? Bích Vân ngẩng lên đáp. Dạ em đi có hai hôm rồi về. Sao vậy? Cô nói với tôi là đi một tuần lễ cơ mà. Bích Vân đáp. Dạ em có chuyện nhà nên phải về ngay. Nàng đợi cho Trần Thiên hỏi đến chuyện đó nói ngay. Nhưng chàng lại im lặng. Một lúc chàng mới hỏi đến cha mẹ nàng. Hai bác vẫn mạnh hả cô? Dạ cảm ơn anh. Cha mẹ em vẫn bình thường. Trần Thiên ngả lưng vào thành ghế thở một hơi khói dài. Chính chàng cũng cảm thấy lúng túng, không biết phải nói gì bây giờ. Bích Vân bỗng hỏi. Lúc này chắc anh bận rộn nhiều lắm, bận lắm quạ. Hôm nay muốn qua thăm hai bác mà chưa đi được. Bích Vân biết ngay, Trần Tiên nói dối. Đến như mình là người vợ sắp cưới mà chàng cũng không mới tha thiết nói chi đến cha mẹ nàng. Tuy nhiên nàng cũng dằn lòng nghiêm nghị nói. Hình như mấy lúc sau này anh không muốn gặp em thì phải. Dù Bích Vân nói rất đúng ý mình, nhưng Trần Tiên vẫn không chịu nhận. Chàng nhớ lời bà bác sĩ dặn dò. Mình cần khôn khéo, đừng để gây thù gây oán, không có lợi ích gì đâu nhất định là chàng phải tìm cách lánh dần Bích Vân nhưng chàng không hấp tấp cái chết bất ngờ của người có như ám ảnh chàng Trần Thiên đáp lời Bích Vân cô hiểu lầm tôi nào có ý muốn lánh mặt cô thật ra lúc này tôi bận lắm Bích Vân nín lặng cố tìm hiểu lời nói của Trần Thiên nếu quả tình Trần Thiên vì hiểu lầm mình một chuyện gì đó nàng sẽ cố giải thích cho chàng hiểu còn trái lại nếu Trần Thiên muốn xa lánh nàng vì một cớ nào khác nàng sẽ từ biệt nơi này ngay và không bao giờ bước chân tới nữa nàng nghĩ thế nên tha thiết bảo trần thiên anh thiên đây là lần cuối cùng em nói với anh em chỉ mong anh thành thật mà nói rõ lòng mình vì sao anh cố tình không muốn gặp em em có lỗi gì xin anh nói ra ngay hay anh muốn rằng cuộc hôn nhân giữa chúng ta không nên tiến thêm nữa em chỉ mong anh thành thật trần thiên cười nói thành thật lúc nào tôi lại không thành thật với cô sao bích vân hay nghĩ quẩn như thế tôi cũng như thường chưa hơi bận nên mấy lúc này không đến chơi đằng nhà được thôi giọng nói của trần thiên lạnh lùng một cách khó chịu tại sao chàng thay đổi thái độ một cách quá nhanh chóng như vậy hay là chàng đã yêu một người đàn bà nào khác có thể như thế lắm một tuần lễ xa nàng ở đà lạt mà tâm tình chàng biến đổi được sao bây giờ đây nàng không hiểu mình có nên nói những chuyện bí ẩn trong đời mình cho trần tiên nghe chăng biết đâu chừng nàng hiểu lầm trần tiên hết yêu nàng sao không nói rõ sự thật chính chàng cũng đã bảo nàng nghĩ lầm và bà bác sĩ trần vẫn tỏ ra niềm nở với nàng như cháu dâu trong nhà bích vân nói anh đừng phiền em chỉ vì thái độ lạnh nhạt của anh làm cho em quá lo âu mà hỏi như thế mấy hôm nay sợ dĩ muốn gặp anh là vì em vừa biết được một câu chuyện hết sức hệ trọng trong gia đình trần thiên ngồi thẳng dậy hỏi bích vân chuyện gì vậy cô câu chuyện hơi dài dòng nhưng nó liên quan đến hạnh phúc của chúng ta nên em không thể giấu anh được em sẽ nói hết sự thật cho anh nghe và mong anh giúp đỡ em gỡ rối dùm. nhưng mà chuyện gì mới được cơ chứ bích vân đã nghĩ kỹ thà là nàng cứ nói thật ra tất cả xem trần thiên xử sự ra sao để về sau này nàng khỏi phải ân hận nàng cất tiếng hôm trước em nói là đi vũng tàu nhưng thật ra là em đi rạch giá trần tiến ngạc nhiên hỏi cô đi rạch giá làm gì em vừa biết được nhiều sự thật trong đời em không phải là con ruột của cha mẹ em hiện tại trần tiến nặng thinh vì thấy lời nói của bích vân rất đúng với câu chuyện của mười có hôm nào bích vân ngầm ngừng tiếp cha em trước kia ở rạch giá nên em về đó để tìm tung tích của người em đã hiểu rõ hết sự thật cha em xưa kia đã chịu hàm oan trong một vụ án mạng nên bị đài đi côn đảo trần tiến đứng phắt dậy lời của bích vân không khác với mười có nhiều nàng bảo chân hàng bị hàm oan, đầy đi côn đảo, còn mới có đã quả quyết ông là kẻ giết người cướp của. Bích Vân cúi đầu nhìn xuống như chờ đợi một lời của Trần Thiên, nhưng chàng cứ bước qua bước lại ở trong phòng. Trần Thiên càng tin là mới có dám nói sự thật đó với chàng mà phải chết. Ai giết người có? Nhất định người đó có liên quan mật thiết với Bích Vân. Có lẽ mười có tiết lộ sự bí mật kia nên Bích Vân hôm nay mới tìm đến đây để đóng kịch với mình. Trong lòng Trần Thiên nghĩ như thế nên không suy nghĩ nhiều về những nỗi uẩn khúc trong đời Bích Vân chàng lại lo mình mắc phải một âm mưu khác của người trong gia đình nàng. Ai đã giết mới có. Chính người đó đã sắp đặt hết mọi việc. Bích Vân tìm đến đây, thổ lộ với chàng những bí ẩn trong đời mình có lẽ do sự sai khiến bên trong của người đó. Bích Vân vô tình nào rõ được những ý nghĩ của Trần Thiên, nàng tiếp. Em đã dò kỹ, ngày nay cha em vẫn còn ở ngoài côn đảo. Trần Thiên ngồi xuống ghế, làm ra vẻ băn khoăn. Trời, chuyện thật như thế sao? Tôi đâu có ngờ, nếu vậy thì khó quá bích vân ngẩng đầu lên nhìn trần thiên như dò hỏi trần thiên nói tiếp tại sao bấy lâu ông bà không nói rõ sự thật bích vân nữa bích vân cũng cố tình giấu tôi bích vân xót xa nhiều lắm nàng nhận thấy rõ trần thiên không thật tình không yêu nàng và cũng không phải là người đáng kính như nàng lầm tưởng trước sự đau khổ của nàng trần thiên lại còn trách cứ hình như chàng không có chút gì xúc động trước sự không may của người yêu nàng đáp nhỏ em đâu muốn giấu anh làm gì chỉ vì em không biết rõ nó thôi bây giờ em đã thuật hết cho anh nghe kể cũng không muộn Trần Tiến thấy Bích Vân có vẻ phật ý thì vội nói. Không phải ý anh như vậy. Em đừng có hiểu lầm. Nhưng bây giờ làm thế nào? Thật khó quá. Anh biết nói với gì dựng ra sao? Bích Vân khổ sở lắm. Trần Tiến không phải là người như nàng tưởng. Chẳng nghe chuyện chỉ sợ mất danh giá mình. Sợ gì dựng không chịu dự vào cuộc hôn nhân chứ không hề nghĩ đến việc giúp đỡ nàng, gỡ hàm oan cho cha. Nàng nhớ là anh đã khuyên nàng đừng nên nói rõ sự thật với Trần Thiên. Có lẽ anh sẽ đoán người đúng hơn nàng nhiều. Riêng Bích Vân nàng không hề nghĩ Trần Thiên quá thấp kém như vậy nàng tưởng ít ra chàng là người học rộng tâm hồn khoáng đạt hơn và vì yêu nhau chàng sẽ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn bây giờ đây trước mặt chàng nghe những lời chàng nói bích vân thấy mình cách xa chàng nhiều quá nàng nhận rõ điều này trần thiên không phải là người xứng đáng cho nàng yêu thương kính trọng nàng ngước lên nhìn trần thiên gượng cười thôi anh đừng dối lòng bao nhiêu đó em cũng hiểu rồi trong khi tìm đến đây em nuôi hy vọng anh sẽ giúp đỡ em tìm lại người cha thân yêu đã chịu hàm oan suốt mười mấy năm trường em hy vọng như vậy vì em đã tìm được những người chứng cũ trong vụ án ngày xưa nhưng giờ đây hiểu rõ lại em thấy mình nông nổi anh còn gia đình còn địa vị của anh trong xã hội thì làm sao giúp em một chuyện khó khăn như vậy được trần thiên thấy bích vân thấu rõ những điều băn khoăn nghĩ ngợi của mình mấy hôm nay thì hơi ngượng chàng làm ra phải phản đối không phải vậy đâu em bích vân lắc đầu chặn lời chàng thôi anh à như vậy cũng đủ lắm rồi anh đừng nói thêm nữa Ngày trước khi từng làm em là con ruột của cha mẹ nuôi em, ông bà Hoàng Trọng Bình, tất nhiên anh và bà ở nhà đều thấy trộm môn đang hộ đối. Cho bây giờ biết rõ sự thật em là con một người tù quân nào, đã lãnh hắn cướp của giết người thì em đâu còn xứng đáng với anh nữa. Trần thế đứng lên toan nói nhưng Bích Bân lắc đầu. Anh đừng cố dối mình, không tốt đâu. Và là em cũng nhận thấy mình quá thấp kém. Về với anh chỉ đem đến sự khó nghĩ thôi. Sau này khi thật sự sống chung với nhau, anh còn nhiều dịp phải xấu hổ với bạn trong giới thượng lưu Người ta sẽ chê cười anh cưới bé lầm một người vợ trong gia đình bất lương cướp của giết người anh liệu có chịu nổi những lời dèm xiềm đó không bà nhà có chịu được sự khinh khi của họ đối với em không chắc chắn là không bích Vân đứng dậy nói tiếp như thế là hết xin anh đừng phiền vì em nói quá nhiều nhưng đó hoàn toàn là sự thật mấy lần đến đây không được anh tiếp em đã định không bao giờ đến nữa nhưng xét kỹ lại em thấy mình phải cố gặp anh một lần để tìm hiểu rõ thái độ của anh bây giờ em không còn ân hận gì nữa hết cuộc đời chúng ta ví như hai con đường đã lỡ gặp nhau trên một điểm nào đó rồi, rồi chia cách hay chứ không thể đi trùng nhau mãi mãi. Em về đây và kể như cuộc hôn nhân của chúng ta đã hết thành. Trần Thiên khẽ gọi. Bích Vân, không phải lòng anh như em nghĩ vậy đâu. Lời nói của chàng thật là gượng gạo, chứng tỏ hiện tại trong lòng chàng rất hoang mang. Một điều mà Trần Thiên nhận thấy được là khi rời khỏi ngôi nhà này, Bích Vân sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bích Vân đã gắng gượng nhiều rồi, nàng không muốn Trần Thiên thấy được sự yếu đuối của mình. Nàng muốn rời khỏi nhà nàng ngay để tránh khỏi gục xuống đây mà khóc. Nàng nhìn Trần Thiên nắc đầu như ngầm bảo, anh đừng thương hại tôi làm gì vô ích. Rồi cúi chào chàng, bước ra khỏi phòng, Trần Thiên theo sau Bích Vân, nửa muốn gọi nàng dừng lại, nửa lại thôi. Bà bác sĩ Trần vừa thấy Bích Vân bước ra, đã buồn bã chạy đến. Kìa, cháu đã về rồi ư, ở lại ăn cơm nha. Bích Vân biết họ không thật với mình, nên cố gắng giữ lòng bình tĩnh. Dạ cảm ơn bà, cháu phải về ngay bây giờ. Bà bác sĩ cười hề hà. Vậy thôi cháu về, lần sau nhớ ở lại ăn cơm nha, mà còn bao nhiêu lâu nữa đâu, phải cầm cộng hả cháu? Bà nói xong lại cười, làm như không hay những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Bích Vân Dư hiểu sự giả bộ trong đôi mắt của bà bác sĩ, nhưng nàng cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ cúi chào bà rồi đi ra cổng. Bà bác sĩ nhìn theo nàng rồi quay lại hỏi Trần Thiên, thế nào, Bích Vân muốn nói gì vậy cháu? Trần Thiên đáp, Nàng thú thật với cháu là mình không phải con của ông bà Hoàng Trọng Bình và cha nàng hiện còn bị đầy ngoài côn đảo. Bà bác sĩ kêu lên. Như vậy, đúng với lời mẹ có đã nói rồi, thật gì không ngờ. Nhưng sao Bích Vân lại đem chuyện đó nói với cháu vào lúc này? Trần Thiên bước trở vào nhà, bà bác sĩ theo sau, băn khoăn nghĩ ngợi. Trần Thiên ngồi phịch xuống trước ghế bành, ngả người ra phía sau nói. Điều đó làm cho cháu vân vân từ nãy đến giờ. Tại sao Bích Vân đã đến ngày này mới nói rõ hết sự thật cho cháu biết? Một là trước kia nàng cũng không rõ gì hết do sự tình cờ nàng khám phá ra sự thật nên mới đến gặp cháu hay là việc này cũng do một bàn tay bí mật sắp đặt bày biện cho nàng bà bác sĩ trần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói điểm nghi ngờ thứ hai của cháu có phần đúng hơn chắc chắn có âm mưu gì đây cho đâu có thể xảy ra một chuyện ngẫu nhiên như vậy mấy ngày trước bích vân đến nhà với vẻ băn khoăn lo ngại chắc là họ đã biết mười có tìm cháu nên mới sắp đặt cho bích vân thổ lộ chuyện kia cái chết của mười có cũng đáng ngại lắm trần thiên vân vân chẳng nhớ đến lời bích vân Bây giờ em không còn ân hận nữa. Cuộc đời của chúng ta ví như hai con đường đã lỡ gặp nhau trên một điểm nào đó rồi chia cách ngay, chứ không thể đi trùng nhau mãi mãi. Em về đây và kể như cuộc hôn nhân của chúng ta đã bất thành rồi. Chàng biết là không bao giờ Bích Bân còn trở lại đây nữa, chàng cũng chưa rõ mình phải xử sự, sự như thế nào. Bà bác sĩ nói tiếp. Dì nghĩ kỹ rồi, gia đình ta là chỗ danh giá không dễ bị mất tam tiếng vì một chuyện không đâu. Cháu liệu từ hôn đi là vừa, đừng để rắc rối có hại cho địa vị của cháu hiện tại, thật khổ quá à. Trần Tiên lặng thinh, có vẻ buồn thì bà lại bảo, cháu đừng buồn, việc hôn nhân không được nơi này thì ta tìm nơi khác lo gì. Cha, sợ ấy vợ hả? Người trí thức như cháu thì còn sợ gì nữa? Khối chỗ họ lại mà gà con. Trần Thiên Lặng nghe lời gì, không biểu lộ một cử chỉ nào khác. Ta ra chàng cũng còn thương Bích Vân, nhưng chàng đâu có thể hy sinh cả danh dự gia đình và địa vị xã hội để kiến tạo hạnh phúc bên nàng. Trần Thiên thở dài, nhìn ra ngoài trời, Tự nhiên chàng muốn nghe tiếng chim hót trong vườn nhà cho lòng đỡ quạnh hiu. Nhưng chàng chỉ hoài công, chưa hè, thật là vắng lặng. Ở phía cuối đường có tiếng Trung xe máy gieo vang lên, đơn độc. Hoàng Trọng Bình đọc xong bài báo, lặng người trước tin mười có bị đầu độc. Thật đột ngột, vụ án mạng hoàn toàn bí mật không ai hiểu thủ phạm giết người vì lý do gì. Theo lời khai của người láng giềng thì thủ phạm là một thiếu phụ, khiến ai cũng bản tán. Hoàng Trọng Bình lặng đi một lúc rồi cất tiếng gọi Mỹ Ngọc. Mình ơi, ra đây anh bảo. Mỹ Ngọc đang ở sau bếp nghe tiếng chồng gọi vội bước ra. Trên gì vậy Minh? Mười có vừa bị giết, em có đọc báo sáng nay chưa? Mỹ Ngọc hoàng hốt trước tin đó, vội quay nhìn lên đầu. Nhưng nàng sực nhớ đến Bích Vân đã xin đi chợ từ sáng, nên yên lòng bước đến gần chồng. Sao vậy mình? Báo nào đăng? Hoàng chồng mình đưa tờ tin sáng cho vợ xem rồi nói. Chuyện này lạ lùng quá, ai giết mười có? Mỹ Ngọc hỏi, sao kỳ vậy? mới có đã bảo mình là hắn rời khỏi thành phố mà sao còn lần quần ở đây? Chắc hắn không giữ lời hứa bà định làm tiền mình thêm lần nữa chứ gì. Mỹ Ngọc đọc hết bài báo rồi bảo chồng, chuyện quan hệ thế này mà từ chiều hôm qua đến giờ mình không hay. Hồi sáng tới giờ bận quá em đâu có đọc báo. Anh cũng vậy. Mới về, thấy tờ báo giờ ra xem mới hay. Anh muốn đến tận nơi để tìm hiểu về cái chết của hắn. Không được đâu, mình đừng đi, em ngại lắm. Thì hắn chết chứ như báo nói còn sao? Hoàng Trương Bình chợt nhìn vợ hỏi, Bích Vân đâu rồi? Con xin phép đi chợ mua ít đồ dùng, trưa nay nó đi ăn cơm bên nhà cô ánh. Bình khẽ nói, "Ai, à, lại qua nhà cô ánh, mấy lúc này sao nó thường qua nhà cô đó quá ta? Anh nhớ kỹ từ hồi đi vũng tàu về đến giờ, mỗi ngày nó đều qua bên đó. Mỹ Ngọc tỏ ý không bằng lòng, sao mình khó thánh dữ vậy? Thì bạn thân của nhau nó đến chơi không được sao? Mình lúc này sao kỳ cục quá? Chờ anh không ăn dầm làm gì ở nhà mình à, không còn bao lâu nữa nó về nhà chồng, ông cũng nên cho nó tự do một chút chứ. Hoàng chồng mình và Mỹ Ngọc đều không ngờ Bích Vân nói dối. Sự thật mấy hôm nay nàng sang nhà Trần Thiên, chứ nào có đến gặp ánh. Bích Vân chưa cho cha mẹ mình biết là mình đã hiểu rõ câu chuyện bí ẩn ngày xưa. Nàng đi gặp Trần Thiên rồi sẽ cho ông bà biết sau. Hoàng chồng mình thấy vắng mặt con liên tiếp mấy hôm, nên hỏi thăm chừng chờ chẳng đâu có ngờ cuộc hôn nhân giữa con và Trần Thiên đã đi sang một giai đoạn khác. Xong cái chết của mười có làm cho Hoàng Trọng Bình phải bận tâm lo nghĩ hơn. Ai giết hắn? Người thiếu phụ đó là ai? Và đối với mười có là người như thế nào? Mỹ Ngọc khẽ hỏi chồng. Anh nghĩ thiếu phụ giết người kia có thù hận gì với mười có mà hành động như thế? Hoàng Trọng Bình đáp. Kẻ thù của mười có rất đông. Vì hắn đã hâm hại biết bao nhiêu người rồi. Mình cũng khó có thể biết thiếu phụ giết hắn vì lý do gì. Hãy chờ xem cuộc điều tra của nhà chức trách anh có nghi cho ai không? Không, anh làm sao biết những kẻ thù của mới có chứ? Hành động của thiếu phụ làm cho anh rất vân vân. Cô ta giết mới có vì tình, vì tiền hay vì tư thù nhiều năm trước? Mà rất có thể vì tình. Theo lời người láng giềng thì mới có đón tiếp thiếu phụ rất niềm nở. Như vậy chứng tỏ hai người kia đã quen nhau từ lâu. Kẻ ấy là ai? Thật hoàn toàn bí mật. Mỹ Ngọc nhìn chồng và nàng có cảm tưởng như Hoàng Trọng Bình là một trinh thám đang phân tích tìm kiếm thủ phạm của vụ án mạng. Nàng lo sợ nói, anh chú tâm đến vụ án mạng này chi vậy ai làm gì mặc họ mới có tàn ác thì hắn về gặp kẻ ác hơn em lại anh anh đừng tìm hiểu nữa rồi gây thêm thủ án chỉ có hại cho mình ngừng lại một phút nàng ngập ngừng tiếp mới có chết đi mình khỏi phải lo sợ gì nữa hết cuộc hôn nhân của bích vân chắc chắn sẽ im xuôi hoàng trọng bình đáp <laughs> đành rằng là thế những cái chết của mới có làm cho anh phân vân lắm từ trước đến giờ em có thấy một vụ đầu độc nào đáng sợ hơn không thủ phạm đường hoàng đến nhà nạn nhân rồi lại ra đi một cách tự nhiên mỹ ngọc nhìn chồng giọng van xin thôi đi ông ơi hay là bây giờ ông lại muốn làm thám tử không phải vậy đâu nhưng anh có linh cảm kẻ giết người cũng không xa lạ với mình ý nghĩ đó đã thúc đẩy anh tìm biết thủ phạm là ai hoàng chồng mình vừa dứt lời thì bích vân đã xô cửa bước vào phòng hai vợ chồng nhìn con thoáng ngạc nhiên bây giờ mới hơn một giờ trời nắng trang trang tại sao bích vân không ở lại với anh mà lại trở về nhà bích vân nhìn cha mẹ với vẻ lạnh lùng khó hiểu nàng vừa trải qua những giờ phút nghiêm trọng nhất đời cuộc hôn nhân giữa nàng và trần Tiên đã bất thành chính nàng muốn như vậy nhưng sao nàng vẫn thấy xót xa nhiều lắm mỹ ngọc tưởng con bị say nắng nên bước đến gần hỏi bích vân tại sao con lại về giờ này không ở bên cô ánh chơi đến chiều mát hãy về bích vân nhìn mẹ rồi nhìn cha nàng cần phải cho cha mẹ biết rõ sự thật để từ nay về sau hai ông bà khỏi giấu giếm nàng điều gì nữa vô ích nàng đáp lời mẹ thưa mẹ con không ở bên nhà chị ánh ủa từ sáng giờ con đi đâu? Bích Vân nhìn xuống đất rồi vồn ngẩng lên đáp. Dạ, con đến nhà anh Trần Thiên. Hoàng Trọng Minh hỏi ngay. Con đến nhà Trần Thiên để làm gì? Sao con làm như vậy? Chính Mỹ Ngọc cũng hết sức là lùng với thái độ của con. Bích Vân đâu phải là một cô gái thiếu hạnh kiểm thích xuồng xã với bạn trai. Nàng chưa từng làm thân với một người bạn trai nào, hoặc đến nhà họ thăm biếng. Tại sao hôm nay nàng lại quá sỗ sàng với Trần Thiên, Người chồng sắp cưới của nàng mà đáng lý ra nàng phải hết sức giữ lễ. Mỹ Ngọc hỏi con. Bích Vân, tại sao con lại hành động như vậy? Con làm cho đàn trai khi dễ ta, biết không? Con cần bàn việc chi với Trần Thiên, sao không nói cho bố mẹ biết? Mẹ nhắn tin thì Trần Thiên sang nhà ta ngay chứ gì? Bích Vân bảo cha mẹ. Con xin lỗi cha mẹ, nhưng việc này quá hệ trọng. Con không thể giáp mặt anh Trần Thiên được. Bây giờ thì cha mẹ khỏi phải lo nữa rồi. Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Binh ước nhìn nhau. Hoàng Trọng Binh hỏi con, chuyện gì mà hệ trọng như vậy? Con muốn biết rõ Trần Thiên có thật tình yêu con không? Mỹ Ngọc trố mắt nhìn con. Sao lại không thật tình yêu con? Nếu thế họ cưới con làm gì? Bích vẫn mỉm cười chua chát. Có nhiều khi không thật lòng yêu nhau mà vẫn cưới mẹ. Riêng con, con không thể sống với một người chồng như vậy đâu. Con yêu thương ai thì trong hết cuộc đời và chịu đựng hết mọi hoàn cảnh người chồng có giàu sang nghèo đói hay bệnh tật gì con cũng không rời xa ngược lại con cũng muốn chồng con phải yêu thương con như thế hoàng chồng mình nhìn bích vân chưa biết rõ nguyên do nào thúc đẩy nàng làm như thế chàng chưa kịp nói gì thì bích vân đã tiếp bây giờ cha mẹ khỏi phải lo gì nữa anh trần thiên đã chứng tỏ không hề yêu con hoàng chồng mình và mỹ ngọc đều kêu lên bích vân con nói sao trần thiên không yêu con bích vân từ từ ngồi xuống ghế đáp sự thật là như vậy con đã phải liều lĩnh nhiều mới tìm hiểu được mọi việc. Con không dám trách cha mẹ, cũng nhờ thế mà con hiểu thêm những ngang trái của cuộc đời. Bích Vân không còn chịu đựng được nữa nên gục đầu xuống nức nở khóc. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc nhìn nhau, sững sờ, không hiểu gì hết. Mỹ Ngọc xích lại gần con ôm chầm lấy nàng, gọi. Bích Vân, chuyện gì vậy? Con nói hết cho cha mẹ nghe đi. Con và Trần Thiên đã cãi nhau phải không? Bích Vân ngẩng đầu lên nước mắt giàn ruộng. Thưa mẹ, con không có việc gì phải cãi với người ta. Con chỉ nói một sự thật trong đời con và anh ấy đã chứng tỏ tấm lòng anh ấy đối với con. Mỹ Ngọc lướt nhìn chồng rồi ôm sát con vào lòng. Bích Vân, con nói gì cha mẹ chưa hiểu, con hãy nói rõ ra đi. Bích Vân nhìn cha, đáp giọng bình tĩnh. Con đã hiểu rõ hết sự thật về cuộc đời con, xin cha mẹ tha lỗi cho. Con đã dối cha mẹ, đã bảo đi vũng tàu với ánh, chớ thật chúc con về đạch giá. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc rụng rời cả tay chân, Tức là Bích Vân đã rõ hết sự thật trong đời nàng. Minh Ngọc lo sợ không biết con đã gây nên chuyện rắc rối gì rồi, nàng vội hỏi: Bích Vân, con đã biết gì? Bích Vân tiếp: Con đã khóc lóc, nài nỉ bà ba để bà thuật lại vụ án mạng ngày xưa cho con nghe. Cha mẹ giấu con cho hiện giờ ba con còn ngoài côn đảo. Bích Vân thương tâm khóc ngất. Hoàng Trọng Bình lặng thinh không biết phải mở lời như thế nào. Thật là khổ đã lỡ nói dối bích vân bây giờ tự nàng tìm ra sự thật chàng không biết nói sao với con mỹ ngọc hãy vuốt tóc con nói bích vân con đừng vội buồn cha mẹ sợ dĩ cha mẹ không nói rõ sự thật cho con nghe chỉ vì theo đúng lời dặn dò của ba ruột con người không muốn con phải tủi nhục vì có người cha bị tội lưu đày bích vân ngẩng đầu lên nói mẹ cũng cho rằng ba ruột của con giết người cướp của nữa sao mỹ ngọc lắc đầu nói bích vân con hãy bình tĩnh có bao giờ mẹ cha lại nghi ngờ ba con làm điều đó mẹ cha hiểu rõ sự thật hơn ai hết mới nuôi con từ tấm bé đến giờ bích vân gục đầu trên vai bà khóc ngất mẹ mẹ tha lỗi cho con con khổ quá. mỹ ngọc vỗ nhẹ lên vai nặng mẹ biết con đừng lo ngại để cha con nói hết cho con nghe vì đâu phải giấu giếm con đến bây giờ hoàng chồng bình mới mở lời được bích vân con phiền giận cha mẹ con cũng phải nhưng xét cho kỹ hoàn cảnh đã tạo nên những chuyện trái lòng thì dù cố gắng đến đâu cũng không làm sao yên xuôi toàn vẹn được. Cha mẹ có lỗi là đến lúc con trưởng thành mà vẫn giấu không nói rõ cha mẹ ruột con là ai. Con trách cha mẹ như thế phải không? Hoàng Trọng Bình ngừng lại. Bích Vân gục đầu trên vai mẹ lặng thinh. Bình tiếp. Nào đâu phải cha muốn thế. Lúc con vào đại học cha có gửi thơ cho anh Vũ kể rõ sự tình. Người đáp lời khuyên cha nên để yên cho con học. Đến khi gia đình Trần Thiên đến cầu hôn, cha lại gửi thơ ra con nào anh Vũ cũng có ý khuyên cha nên ém nhẹm luôn chuyện trước vì sợ gia đình bên chồng con sẽ khi dễ con. Bích Vân kêu lên. Trời ơi, sao ba con nghĩ như thế? Nếu một ngày kia thành vợ chồng rồi họ sẽ hiểu rõ sự thật thì đời con mới ra sao? Mỹ Ngọc nói. toàn biết đâu tên mười có, một trong những kẻ đã hãm hại ba con ngày xưa còn đến đây làm tiền cha mẹ. Hắn tìm những bài báo cũ, lục hồ sơ vụ án mạng định đưa cho gia đình Trần Thiên, phá hỏng cuộc hôn nhân của con. Cha mẹ phải tốn cho hắn 100.000 đồng nữa. Bích Vân đáp, trên đó con có biết, cũng chính nhờ vậy mà con truy lần ra tung tích của mình. Hoàng Trọng Bình nói, mới có vừa mới bị giết chết. Bích Vân kêu lên, trời, thật vậy sao, ai giết? Mỹ Ngọc đáp, chính cha mẹ cũng đang vân vân tìm hiểu thủ phạm, đó là một thiếu phụ, có lẽ quen thân với mười có. Bích Vân cầm mấy tờ báo lên xem rất nhanh rồi lầm bẩm Đúng là có chuyện bí ẩn bên trong vụ này. Chắc vì thế mà thần thiên trốn đánh con liên tiếp mấy hôm. Hoàng Trọng Bình lo ngại hỏi. Thật vậy sao con? Thưa cha thật như vậy, hôm con ở đạch giá về, con muốn đến nhà gặp anh Thiên, nói rõ hết sự thật trong đời con. Ước mong anh ấy giúp giải tội oan cho ba con, nhưng Trần Thiên đần tránh luôn, cho mãi đến hôm trưa nay con mới được gặp. Mỹ Ngọc lo ngại nhìn Bích Vân, con đã nói hết sự thật cho Trần Thiên nghe rồi ư. Bích Vân cúi đầu đáp, thưa mẹ vâng, con mong anh ấy giúp giải nỗi oan cho ba con. Hoàng Trọng Bình hỏi ngay, Trần Thiên có thái độ ra sao? Anh ấy tỏ dấu lo ngại chuyện đó sẽ làm cho gì dưỡng anh ấy buồn. Mỹ Ngọc bực lòng nói, Mẹ không ngờ Trần Thiên tệ hoặc như thế, chắc là nó sợ dựng nó mất danh giá mà bị chơi cười chứ gì. Hoàng Trọng Minh cũng rất phật ý nhưng có vẻ rộng lượng trước hoàn cảnh khó xử của Trần Thiên. Mình nói vậy sao phải? Người ta là chỗ danh giá, phải lo dỡ gìn chứ. Bình Vân đáp lời cha. Chính vì thế mà con từ hôn với anh Thiên đó. Không phải tự ái gia đình bị chạm, con đã nhận rõ không thể nào sống chung với nhau được mỹ ngọc giận trần tiên lắm nên khi nghe con nói thế rất vừa ý nàng gật đầu nói con nói rất phải mẹ thật vừa lòng thôi chúng ta có nghèo hẹn đi nữa cũng công màng sự giàu sang quyền quý của hạ người đó rồi nàng quay sang chồng mình nên trả lời thẳng với họ là hôn lễ kể như bất thành rồi hoàng chồng mình lặng thinh không nói gì hết chàng chỉ mong sao bích vân được sống yên vui hạnh phúc để khỏi phụ lời hứa với trần vũ trước kia ngày nay sự thế đã như thế này chính bích vân đã coi thường tiền tài và địa vị của trần thiên hoàng trọng bình cũng thấy mình lo âu thái quá chứ hẳn về nơi giàu sang đó mà bích vân được hạnh phúc tự nhiên chàng nhận thấy sự nông nổi của mình một lúc chàng bảo vợ con được rồi tôi sẽ chính thức từ hôn với họ không phải lo ngại nữa mỹ ngọc bỗng hỏi bích vân lúc nãy mẹ nghe con nói chuyện gỡ tội cho ba con con định gỡ bằng cách nào ngày xưa vụ án cũng đã xử đi xử lại nhiều lần Bác Trịnh Lương Bằng đã tận tình cãi hộ cho ba con mà cũng không gỡ được. Đã mười mấy năm qua rồi, chuyện kia hầu như quên lãng trong ký ức mọi người. Làm sao giải nỗi oan cho ba con? Và lại ba con cũng gần mãn hạn rồi, giải oan hức gì nữa? Bích Vân đáp. Thưa mẹ, dù sao mình cũng phải làm cho dư luận thấy rõ là ba con vô tội. Con đã hỏi kỹ nhiều người và hồ sơ của ba con đã lục lại đầy đủ. Có nhiều hy vọng lắm mẹ. Hoàng Trọng Minh chán nản đáp. Bích Vân, thôi, con đừng lo cho mẹ thân. Cháu đã khổ tâm nhiều về chuyện đó rồi. Cha đã lo lắng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng cha con vẫn lạnh án đi đại thôi. Thôi, con đừng tính toán gì nữa, hãy chờ ngày ba con về. Bích Vân ngước lên nhìn cha. Con xem kỹ rồi cha à, có nhiều hy vọng gỡ được án oan sát nhân của ba con. Lúc xuống đạch giá và gặp bà ba, bà ba có chỉ cho con thấy sáu cột nữa. Hoàng Trọng Minh lầm bẩm sáu cột, hắn đang ở đạch giá. Dạ phải, sáu cột bây giờ nghèo đói bệnh hoàn thấy thảm thương lắm. Mỹ Ngọc cất tiếng, Ồ, tên này khác hẳn mới có là phải, ngày xưa trong hai người sáu cột vẫn còn có chút lương tâm. Hoàng chồng mình có vẻ không đồng ý với vợ. Mình nói thế cho anh không tin những kẻ như mười có sáu cột mà còn có lương tâm. Tại hắn thất thế nên mới ra người như vậy thôi. Bình Vân nói, thưa cha, con không hiểu sáu cột ngày xưa hiểm hát sâu độc như thế nào. Cho ngày nay thấy hắn ốm đau tiểu tụy, con cũng tội nghiệp, con và chị ánh còn theo hắn về nhà nữa. Hoàng chồng mình và Mỹ Ngọc đều hút hoảng, Bích Vân, con đến nhà hắn làm gì? Lỡ hắn nghi ngờ con quản lý gì, thì con sống làm sao được? Bích Vân lắc đầu nói. Cha mẹ không rõ, chờ sáu cột ngay giờ này còn hạ ai được nữa. Hắn đã gần đất xa trời rồi, thỉnh thoảng lại ngã gục xuống bất tình nhân sự. Mỹ Ngọc nhìn chồng chưa biết nói sao thì Bích Vân kể lại cho cha mẹ nghe câu chuyện mình và ánh theo sáu cột về nhà. Sau cầu nàng nói Con xem bộ sáu cột có vẻ ăn năn và muốn quên đi cuộc đời du thủ du thường ngày xưa Cha mẹ liệu xem hắn có thể giúp ta tìm hiểu rõ sự thật về vụ án mạng ở rồng riêng chăng? Hoàng Trọng Bình nhìn con lộ về suy nghĩ. Trần Vũ đã bị đi đầy côn đảo gần 16 năm trời, có minh oan cho chàng cũng không chuộc lại được những năm dài sống trong lao lý, chịu đựng bao tủi hổ nhọc nhằn, mà không chắc gì sáu cổ đã đủ sức minh oan cho Vũ trong vụ án mạng ngày xưa. Liệu thế hắn có hối hận đến nhận chịu tội vu oan giáo họa cho người bị nạn mười mấy năm về trước chăng? Dù sao hắn cũng sợ phải chịu tù đầy chứ. Hoàng Trọng binh bảo con. Chuyện đó để về gặp hắn rồi mới hiểu được. Sáu cụt không phải tay vừa đâu. Hắn có dạy gì mà đi ở tù thay cho kẻ khác. Mỹ Ngọc cũng thấy lời chồng rất hữu lý. Nàng bảo con. Con còn trẻ, chưa xét đoán được lòng người. Đừng thấy bề ngoài của sáu cụt mà vội tin. Bịch Vân vẫn giữ ý mình. Con mong mở cha mẹ xuống rạch giá tìm sáu cụt một lần. Xem thử có đúng như lời con nói chăng. Con có nhiều hy vọng giải oan cho ba con lắm. Con nôn nao, muốn được sống gần người. Xin cha mẹ hiểu lòng con. bà con đã sống cực khổ nhiều rồi. Hoàng chồng mình và Mỹ Ngọc nhìn Bích Vân thương xót vô cùng. Dù không thấy có hy vọng gì, nhưng hai vợ chồng cùng nghĩ là phải làm cho Bích Vân vừa lòng, mà biết đâu chừng sáu cột có thể giúp Trần Vũ giải được nỗi oan về mấy năm. Lâm Vinh đã làm lễ tuyên thệ xong, và chính thức cãi ở tòa, trăng mở văn phòng luật sư ở đường Duy Tân, thân chủ cũng nhiều. Tuy bận rộn luôn, nhưng Lâm Vinh vẫn chú ý theo dõi cuộc hôn nhân giữa Bích Vân và Trần Thiên, và giúp ánh trong việc lục lại các hồ sơ cũ về vụ án mạng ở Đồng Giềng, Bây giờ thì chàng thấu đáo hết mọi vấn đề trong vụ án mạng Hai Quỳnh gần 20 năm trước. Phần lớn là nhờ cha chàng. Ông Lâm Hoành kể lại rõ cho chàng nghe. Lâm Vinh dự định khi cần thiết sẽ đến gặp luật sư Trịnh Lương Bằng để tìm hiểu thêm quan điểm của ông. Điều bất lợi của Trần Vũ ngày xưa là chàng không có nhân chứng. Cả hai nhân chứng sáu cột mười có đều quyết thấy chàng giết Hai Quỳnh để đoạt tiền. Về thành phần xã hội, chàng là một tay võ sĩ chuyên gác sòng bạc nên bị dư luận nghi ngờ. Các tay gác dòng bạc, phần đông là những tay anh chị giang hồ chuyên đấm đá chém giết, làm sao tòa án tin tưởng có người tốt bụng như Trần Vũ. Lâm Minh tìm ra những lý do khiến Trần Vũ phải vào tù thì hy vọng giúp được Bích Vân. Chàng không cho anh biết dự định của mình và chỉ muốn âm thầm giúp Bích Vân thôi. Bỗng dưng một buổi sáng, chàng hay tin người có bị đầu độc hết sức bí mật, thật lạ lùng, thủ phạm lại là một người đàn bà. Lâm Minh tìm đến nơi giải giãn mạng để điều tra kỹ càng hơn, nhưng vẫn không tìm ra được chút ánh sáng nào. Chàng mang câu chuyện đó tư lại với cha, ông Lâm Hoành không lộ vẻ gì ngạc nhiên. Ông nói, Mới có là một tên gian manh, làm nhiều tội ác. Chắc có người vì quá căm thù mà giết hắn, chứ không có gì lạ. Nếu hắn không chết về tay thiếu phụ bí mật kia, thì cũng phải chết về tay người khác. Ác lại ác báo đó, đó là lẽ trời. Lâm Vinh nghe lời giải bày của cha vẫn không hết phân vân. Chàng linh cảm vụ đầu độc mới có có liên quan đến vụ án mạng ngày xưa ở Đồng Giềng, hơn nữa, chàng được biết gần đây mười có có đến tống tiền ông bà Hoàng Trọng Bình. Chàng không dám nghĩ Hoàng Trọng Bình mướn người giết mười có, nhưng chuyện đó cứ ám ảnh chàng luôn. Nhiều lần gặp ánh, chàng cũng bày tỏ ý kiến mình như vậy, nhưng ánh lắc đầu nói. Anh đừng nghĩ quấy như vậy, tội nghiệp cho Bích Vân, ông bà Hoàng Trọng Bình là người hiền đức, đâu có hành động tàn ác như thế. Hai hôm sau, ánh gặp anh chàng và cho biết tin của hôn nhân giữa Trần Thiên và Bích Vân kể như bất thành, vì Trần Thiên sợ phải mất danh giá khi nhận làm rể một người tù côn đảo. Lâm Vinh lặng thinh trước tin đó, không biết nên buồn hay nên vui. Chàng không dám trách Trần Thiên, vì con người ai cũng có một quan niệm sống riêng biệt. Ở vào hoàn cảnh một giáo sư đại học, còn một gia đình danh giá trong giới thượng lưu, Trần Thiên còn bị biết bao ràng buộc khác. Mọi người không thể cảm thông hoàn cảnh của Bích Vân dễ dàng như chàng và ánh. Càng hiểu rõ di vãng không tốt đẹp của cha ruột Bích Vân, họ càng khinh khi nàng hơn. Sự khi khi đó phát sinh do lòng ganh tị nhỏ nhen Bích Vân trẻ đẹp giàu sang và là vợ một giáo sư tâm tiếng ở trường đại học, ai lại không thèm thuồng địa vị của nàng? Xét về tài đức sức học thì chắc còn nhiều cô trong giới thượng lưu phải kém xa. Họ không ganh ghét làm sao được. Họ tìm được những nhược điểm của Bích Vân là họ mừng rồi và chắc những lời bàn bạc châm chọc về dĩ vãng của cha nàng sẽ xảy ra thường xuyên lắm. Liệu Trần Thiên có chịu đựng nổi chăng? Bà bác sĩ Trần có khổ tâm không? Xét kỹ những điểm đó rồi, Lâm Minh không trách Trần Thiên mà chàng chỉ tội nghiệp cho Bích Vân mới bắt đầu bước chân vào cuộc đời nàng phải vấp ngã một cách đau đớn chắc nàng buồn khổ nhiều lắm trong mà ánh nàng lui tới chuyện vãn với bích vân để cho nàng khuây khỏa nỗi buồn nhưng ánh bảo lâm vinh bích vân không buồn nhiều đâu anh ạ cô ta nói với em là thà như vậy chị ạ để sau này em khỏi phải khổ nhiều hơn bây giờ em không còn thiết gì hết em mong sao cho em được trả tự do và giải được nỗi oan nức của cha mình lâm vinh thẩm phục bích vân can đảm có lẽ còn cứng rắn hơn chàng trước sự va chạm tình cảm nặng nề như thế chàng định một hôm nào rảnh rang sẽ đến thăm bích vân với ánh nhưng một chuyện dài đến làm ngưng trệ dự định của lâm vinh một sáng chàng bận cãi ở tòa nên không có mặt ở văn phòng vào khoảng 11 giờ chàng về văn phòng thì người thư ký trao cho chàng một phong thư và nói lúc này có một thiếu phụ đến xin gặp ông tôi bảo ông mắc lên tòa thiếu phụ xin phép ngồi đợi tôi mời bà ta chiều trở lại vì không chắc sáng ông về thì bà ta hai viết thư này để lại cho ông lâm vinh hỏi có phải là thân chủ cũ của mình không à dạ không thiếu phụ này mới đến đây lần đầu bà ta mặc toàn đồ đen lâm Vinh cầm lấy phong thư bước vào phòng trang nhìn hết chữ trên phong bì ngoài tên chàng thiếu phụ còn đề một chữ gấp ở chéo phong bì lâm vinh vội mở thư ra đọc sài gòn ngày tháng năm kính ngợi luật sư lâm vinh tôi đã đến đây mong nhờ sự giúp đỡ của luật sư nhưng không được gặp việc riêng của tôi rất cấp bách và vô cùng hệ trọng chỉ một mình ông giúp được tôi thôi chiều nay vào khoảng 3 giờ tôi sẽ đến tìm luật sư để giải bày mọi nỗi mong luật sư đừng từ chối cuộc hội kiến này vì luật sư là nguồn hy vọng cuối cùng trong đời tôi một người đàn bà đau khổ bức thư bắn tắt nhưng chứa đựng nhiều bí ẩn khiến lâm minh bằng hoàng mấy phút mới bước chân vào nghề chàng đã gặp phải một chuyện lạ lùng thiếu phụ là ai bà ta gặp phải chuyện gì mà lại đặt tất cả hy vọng vào chàng buổi trưa về nhà chàng mang câu chuyện kể cho cha nghe ông lâm hoành nói ôi hơi đâu mà con lo cho mệt xác trong đời làm thời kiện của cha, cha gặp có đến hàng trăm bức thư như vậy. Phần đông những người đó rồi chỉ xin ta cãi thi dùm. Mình mệt nhọc nghe họ kể lệ tâm tình rồi lại phải tội nghiệp an ủi dùm họ. Lâm Minh nhìn cha, chàng không dám phản đối lời nói của ông, nhưng thật tình chàng không đồng ý chút nào hết. Chàng không quan niệm một vị luật sư chỉ có biết đến mấy chữ, lý đoán và tiền, và nhìn sâu vào hoàn cảnh các thân chủ của mình, tìm hiểu tâm tình và gia cảnh của họ để tùy phương giúp đỡ. Chàng mong suốt đời mình giữ vững được ý niệm đó, Lâm Vinh mới bước chân vào nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp chưa có, nhưng chàng có một tấm lòng nhiệt thành với nhiệm vụ, chàng hy vọng mình sẽ giúp đỡ được nhiều người. Lâm Hoài nhìn con, thấy chàng có vẻ tư lự thì cười nói. <cười> Mấy cậu trẻ mới bước chân ra đời, ai cũng mang theo trong lòng nhiều hoài bão lớn lao, chỉ muốn làm những chuyện lấp biển vá trời. Một hay hai năm nữa rồi con sẽ biết, lòng con sẽ trai cằn trước những thực trạng quá não này, rồi con sẽ tự thấy mình không khác gì những kẻ khác. Lâm Vinh mỉm cười cho cha vui lòng, nhưng thực tâm chàng không tin như vậy những chàng trai trẻ như cha chàng mới nửa chừng bỏ giờ những hoài bão của mình chỉ vì họ thiếu niềm tin họ hành động hay ôm ấp hoài bão chỉ theo cái đà tình cảm nhất thời chứ không được suy nghĩ chín chắn không chàng không phải là hạng người đó buổi chiều lâm vinh đến văn phòng sớm hơn mọi hôm chàng rất băn khoăn trước lời yêu cầu của thiếu phụ chắc bà ta cần đến sự giúp đỡ của chàng nhiều lắm chồng bà bị tội chăng hay là con của bà những ý nghĩ đó cứ nhảy nhót trong đầu lâm vinh khiến chàng phải bận tâm suy nghĩ như gặp phải một bài toán khó đúng ba giờ viên thư ký vào phòng cho chàng biết thiếu phụ lúc sáng đã đến lâm vinh bảo viên thư ký đưa thiếu phụ vào bà ta bước vào phòng nhìn thấy lâm vinh cúi đầu chào lâm vinh đứng lên nắp lễ rồi mời thiếu phụ ngồi chàng bước lại khép chặt cửa phòng vì chắc chắn thiếu phụ sẽ nói với mình nhiều việc hệ trọng lắm chàng trở lại ghế ngồi và bắt đầu nhận xét thiếu phụ là một người đàn bà vào khoảng 40 tuổi. Trên khuôn mặt hằn lên nét khổ đau tiểu tụy. Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của thùa thanh xuân. Nhận xét đầu tiên của Lâm Vinh là thiếu phụ trước kia đã có một thời kỳ đẹp lắm. Đôi mắt bà buồn quá, sâu thảm như chất chứa bể u sầu. Thiếu phụ nhìn chàng nói. Thưa ông, chắc ông rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư lúc sáng này. Lâm Vinh gật đầu, Đúng như bà đã đoán, tôi mới vào nghề nên bức thư của bà là chuyện mới là đối với tôi. Xin bà cho biết rõ bà cần tôi giúp việc chi. Thiếu phụ cú nhìn xuống, một lúc bà mới ngẩng lên bảo chàng, đôi mắt giống nghệ. Ông thì chắc chắn là không biết tôi, nhưng tôi biết rõ ông nhiều lắm. Tôi đã suy nghĩ tính toán nhiều lần rồi mới tìm đến ông. Lâm Minh ngạc nhiên hỏi, thưa bà, bà ở đâu? Làm sao mà bà biết tôi? Thiếu phụ trầm dại đáp, có gì đâu mà không biết. Tôi chỉ sống vì hạnh phúc của một đứa con, một hòn máu mà tôi đã bỏ rơi trong buổi thiếu thời tôi đã ăn năn hối hận thề quyết tạo lập hạnh phúc cho con dù trong bóng tối ông làm sao hiểu được tấm lòng của một người mẹ tội lỗi yêu thương con mà không dám ra mặt nhìn con thiếu phụ nói đến chỗ thương tâm gục đầu nức nở lâm vinh ngẩn ngơ chưa hiểu được gì hết thiếu phụ nói liên miên nhưng chàng vẫn chưa đoán được ý nghĩa của câu chuyện đợi cho thiếu phụ bớt cơn xúc động chàng nói thưa bà tôi vẫn chưa hiểu gì hết mong bà giải bày rõ ràng hơn thiếu phụ lấy khăn tay lau nước mắt rồi bàn lâm vinh thưa ông bây giờ mọi việc đã xong xuôi cả rồi tôi sẽ dãy bày cận kẽ cho ông biết tôi sẽ đi xa mãi mãi và chắc không bao giờ trở lại thành phố này với tài hùng biện của ông với lời khai của nhân chứng trước giờ hấp hối tôi tin người ấy sẽ trở về bên cạnh con lâm vinh nhìn thiếu phụ thoáng nghi ngờ nhưng chàng không dám quả quyết thiếu phụ tiếp lời tôi xin giới thiệu với ông tôi là liên hương mẹ ruột của bích vân chắc ông không còn lạ nữa lâm vinh đã ngờ vực từ lúc nãy nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh bà Bà Liên Hương. Liên Hương gật đầu. Ông ngạc nhiên là phải vì có bao giờ ông lại ngờ rằng có ngày hội kiến với tôi, cả con gái tôi nữa. Nó mới vừa được biết có một người cha bị đầy ra côn đảo, một người mẹ nhẹ dạ non lòng, thiếu hạnh kiểm. Chớ con tôi làm sao hiểu được, mười mấy năm qua tôi vẫn sống cạnh nó, mỗi ngày đều đến trước cửa trường để gặp nó. Bích vẫn làm sao biết được có người đàn bà thường ẩn mình trong xó, tường hay kẹt cửa để nhìn con. Liên Hương ngừng lại, nhìn lên trần nhà thở dài, mười mấy năm trời đằng đẵng không hiểu sao tôi còn kéo lê cuộc đời của tôi như thế này tôi không có can đảm nhìn nhận con tôi vì thân mình nhơ nhớp quá mà tôi cũng không có can đảm lìa xa con mãi tôi đi đâu vài tháng thì lại trở về để nhìn thấy mặt con lâm Vinh nhìn liên hương ái ngại chẳng có ngờ đâu người thiếu phụ kia đã phải chịu âm thầm sống xa con để bích vân được hạnh phúc lạ lùng chưa tại sao bà ta biết mình có liên quan tới bích vân mà tìm đến đây để thổ lộ tâm tình chàng khẽ hỏi thưa bà vì sao bà tin tôi mà nói rõ sự thật liên hương bình tĩnh nói tôi đã nói là ông không biết tôi chứ tôi hiểu ông nhiều lắm hiểu tấm lòng của ông đối với bích vân tôi hiểu ông đã lục lại các hồ sơ cũ ở trên tòa cũng như biết mười có dùng tài liệu ấy để làm tiền hoàng trọng bình nhắc đến mười có thiếu phụ nín lặng một lúc lâm vinh rất ngạc nhiên về thái độ của thiếu phụ liên hương bỗng nói tiếp tôi đã tìm đến nhà ông và được biết ông là con của luật sư lâm hoành tôi đã gặp người tớ cũ nên được hiểu thêm tấm lòng của ông đối với bích vân Tôi đã thầm cảm ơn ông và cô ánh đã giúp đỡ Bích Vân trong việc tìm hiểu dĩ vãng của nó. Lâm Bình khẽ hỏi, thưa bà, hôm nay bà đến đây có việc gì? Giờ phút này cô Bích Vân đã hiểu rõ hết sự thật, chắc cô ấy cũng đang mong được gặp bà. Liên Hương lắc đầu buồn bã, đã trễ rồi không mà, tôi đến gặp ông để giải bày cặn kẽ rồi sẽ ra đi mãi mãi, không đời nào tôi dám gặp con tôi. Lâm Vinh Văn này, sao lạ vậy, bà đừng nghĩ đến chuyện xưa, bích vân đã sống xa cha mẹ hàng bao nhiêu năm trời nàng thì tha thiết mong được gặp những người thân mến bà hãy nghe lời tôi cho bích vân được gặp liên hưng ôm lấy đầu gục xuống lầm bẩm không thể được không thể được không thể được đã trễ lắm rồi ông đừng nói nữa tôi đã khóc hết nước mắt nhưng không thể nào gần con được số phận đã định cho tôi như vậy rồi lâm vinh ngạc nhiên vô cùng ngày giờ này bích vân đã biết rõ hết sự thật thì còn có trở ngại gì mà liên hưng không chịu gặp con bà sợ bích vân khinh khi không nhìn mẹ ư có đời nào bích vân làm thế chẳng hiểu rõ tính của bích vân mà lâm vinh cất tiếng tôi thật không hiểu được bà ông hiểu thế nào được những sự ngang trái trong đời tôi nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao số mình lại lần lận đến như thế nhưng hiện giờ có điều chắc chắn là tôi phải rời khỏi thành phố này đi xa mãi mãi tại sao lại như vậy việc gì mà lại không thể ở đây bích vân đã hiểu rõ di vấn của nàng Thế bà còn ẩn mặt làm chi nữa? Bà đừng đi. liên Nương lắc đầu, nước mắt giàn rụa. Ông, ông đừng nói thêm nữa. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Rồi đây thế nào ông cũng biết vì sao tôi không thể giáp mặt con. Bây giờ tôi tha thiết cầu xin ông giúp tôi một việc. Lâm Bình hoàng mang trước thái độ của Liên Hương, nhưng cũng phải gật đầu. Được, bà cứ tin ở tôi. Bà cần giúp việc chi? Liên Hương chậm rãi đáp. Thưa ông, Thời giờ cắt bách lắm, tôi không thể giải bày cận kẽ với ông được, mong ông tin vào lòng thành thật của tôi. Ông đã thấu rõ vì sao anh Trần Vũ phải mang oan án gần 20 năm trời ngoài côn đảo. Bây giờ có cơ hội gỡ tội cho anh ấy, không biết ông có giúp tôi được chăng? Lâm Vinh mừng rỡ nói ngay. Trời, tôi đang tìm những yếu tố quan trọng để giúp cô Bích Vân đây. Nếu bà tin ở tôi thì còn gì bằng? Liên Nương cũng tươi tỉnh nét mặt. Tôi đã đoán không lầm, và chính vì thế mà tôi đã tìm đến ông. Chắc ông biết rõ hiện giờ Sáu cột đang ở rạch giá chứ? Vâng, tôi có nghe anh nói lại. Tôi đã ở cạnh sáu cột rất nhiều ngày để tìm hiểu rõ vụ án mà ngày xưa ở rồng riêng Chính sáu cột đã giải bày cặn kẽ vụ án trước kia như thế nào. Anh Vũ là người vô tội, anh hai tôi đã bị mười có giết chết. Lâm Vinh hỏi ngay, sáu cột có dám khai tiền như vậy không? Đấy là những lời mà hắn đã nói với tôi. Bây giờ hắn đang bệnh nặng, sợ khó sống nổi. Chính hắn cũng muốn nói rõ sự thật trước khi chết để linh hồn hắn được siêu thoát. Lâm Vinh xoa tay nói, như thế thì đủ lắm rồi. Tôi phải xuống rạch giá gặp sáu cột ngay bây giờ. Liên Hưng lo ngại hỏi, ông đến gặp sáu cột một mình thôi sao, rồi làm sao mà gỡ oan án của anh Trần Vũ? Lâm Vinh nói ngay, bà khỏi phải sợ điều đó, tôi sẽ lo đầy đủ thủ tục cần thiết, miễn sao sáu cột còn có thể công khai được sự thật. Chàng nói xong, lấy đồ đạc giấy tờ, bỏ vào cặp định đi ngay. Liên Hương từ từ đứng lên nói. Chăm sự nhờ ông giúp đỡ dùm, tôi gặp ông đây chắc lần cuối cùng và sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Lâm Vinh ngạc nhiên, kìa bà không xuống rạch giá với tôi giao làm thế nào tôi biết nhà sáu cột. Liên Hương lắc đầu nói, ông không cần phải đem tôi theo cũng tìm được nhà sáu cột. Ông nên bởi cô anh đi cùng với và đại sự có mặt của tôi không có lợi gì trông đâu. Lâm Vinh ngồi xuống ghế, thật tôi không thể hiểu nổi bà nữa. Bà đến đây nhờ tôi giúp dùm gỡ tội oan trông Trần Vũ mà bà lại không muốn chứng kiến việc đó. Bà không muốn gặp con bà, đứa con mà bà thương yêu nhất trên đời. Liên Hương nhìn chàng đôi mắt buồn vô hạn. Ông ơi. Tôi đã chịu nhiều khổ nhục rồi, ăn năn hối hận cũng nhiều lắm rồi. Nếu sống với con mà yên vui không đem đến sự buồn khổ cho nó thì dù gắp lửa đỏ dầu sôi tôi cũng vượt qua. Đằng này tôi không muốn Bích Vân phải khổ vì tôi. Lâm Vinh hỏi, nhưng tại sao bà lại lánh mặt Bích Vân? Bà định mãi mãi suốt đời không cho nàng gặp mặt sao? Liên Hương gật đầu, đúng thế, đó là ước nguyện cuối cùng của tôi. Sau khi gỡ án hoan cho Trần Vũ được rồi, mong ông cho anh ấy và Bích Vân biết rằng tôi đã chết. Mà thật ra, tôi có sống cũng như đã chết rồi lâm vinh lắc đầu bà làm như thế là không được đâu làm sao ông trần vũ và cô bích vân tin tôi được tôi có bằng cớ gì mà bảo là bà đã mất liên Nương ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy trong giỏ sách ra một cuốn sổ cầm tay lưu luyến như không nỡ rời xa một lúc sau nàng đưa cuốn sổ cho lâm vinh nói đây là tâm sự của tôi ông có thể trao cho trần vũ và nói rằng đấy là lưu vật cuối cùng tôi gửi lại cho anh ấy vũ sẽ tin là tôi đã chết lâm vinh cầm lấy cuốn sổ nhỏ trong lòng xúc động bồi hồi chàng nói tôi nhận hết những lời cầu xin của bà và sẽ cố gắng giúp bà bây giờ tôi xin hỏi bà một vài câu và xin bà nói rõ sự thật liên hương nhìn chàng khẽ đáp được xin ông cứ hỏi tôi thề sẽ nói sự thật cho ông rõ là vì nghiêm giọng nói tôi biết chắc là bà rất yêu thương con nếu không bà đâu có thể hy sinh tất cả vì con nhưng vì lý do gì bà không muốn trở về sống bên con nữa bà hãy nói rõ cho tôi được biết Linh Hương cúi đầu nhìn xuống một lúc sau nàng mới đáp, việc này thật ra tôi không muốn giấu ông làm gì. Ông đọc trong quyển nhật ký của tôi ông cũng sẽ hiểu. Bây giờ tôi xin từ giá ông, tôi hết lòng cầu nguyện cho ông được hạnh phúc. Linh Hương nói xong đứng dậy ra cửa, đâm Vinh bước theo sau gọi giật lại. Bà Liên Hương, bà khoan đi đã. Liên Hương quay lại nhìn chàng nói, thưa ông, xin ông đừng bắt buộc tôi phải nói ra những gì mà tôi không thể nói được khi đứng trước mặt ông ông có quyền đọc hết quyền nhật ký kia và sẽ hiểu ngay nỗi lòng tôi lâm vinh gật đầu nói thưa bà tôi đã hiểu và tôi không hỏi thêm bà chuyện đó đâu tôi muốn biết bà gặp sáu cột từ bao giờ và bệnh tình của hắn ra sao liệu tôi có kịp gặp được hắn chăng liên hương đáp ngay tối hôm kia tôi còn ở nhà sáu cột bệnh hắn nặng lắm song chưa đến nỗi nào mong ông đến sớm là hơn bây giờ xin phép ông tôi đi và xin ông kể như chưa từng gặp tôi một lần nào hết Liên Hương xô cửa bước nhanh ra đường, Lâm Vinh đứng nhìn theo đến khi nàng mất dạng. Chàng bước trở vào bàn, cầm hết quyền nhật ký lên xem, trong lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Chàng phân vân mãi không hiểu vì sao thiếu phụ không chịu giáp mặt với Bích Vân. Trong quyền nhật ký này chắc còn chứa đựng nhiều u ẩn lắm. Lâm Vinh chợt nhớ đến sáu cổ đang hấp hối và chờ giờ thú tội. Phải tìm gặp một vị đại diện tránh quyền hay tòa án để chứng kiến trước lời xưng tội của kẻ sắp chết chàng vừa vã lục sắp hồ sơ về vụ án của trần vũ ngày xưa lên thẳng phòng dự thẩm trình bày mọi nỗi oan ức của tội nhân và trong tình trạng cấp bách chàng xin một đại diện tòa án xuống đánh giá với chàng ngay bây giờ để dự nghe lời xưng tội của sáu cột một nhân chứng đã khai gian mười mấy năm về trước quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 17 của nước mắt người đàn bà rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. còn bây giờ đình duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.